Mình xin gửi lời cảm ơn đến ba mẹ là người đã luôn đồng hành cùng mình trong khoảng thời gian đại học, đã hỗ trợ mình về mặt tài chính và về cả tinh thần, luôn đồng hành cùng mình và luôn hỗ trợ hết mình, dù mình có dành thời gian quá nhiều cho trường học, cho câu lạc bộ, cho bạn bè, thầy cô. Hi mọi người, mình là Thảo Nhi, mình là sinh viên khóa 46 chuyên ngành marketing. Mình nghĩ ba từ mà mô tả về sự thay đổi tích cực của mình trước và sau khi học ISP, đầu tiên là mình xinh đẹp hơn, thứ hai đó là mình tự tin hơn, và cái cuối cùng đó là kỹ năng leadership của mình được cải thiện nhiều hơn. Thật sự nói về điều đáng giá nhất thì có thể mình kể ra rất là nhiều. Thứ nhất đó là về những cái mối quan hệ chất lượng tại ISP, về cả thầy cô lẫn bạn bè. Thật sự là mình có những cái mối quan hệ cực kỳ chất lượng luôn, và họ đem đến cho mình những cái kiến thức, kỹ năng cũng giống như là những cái kỷ niệm cùng với nhau, và thật sự đáng nhớ trong 4 năm đại học ạ. Quá trình học tại ISP thì về kiến thức, tức nghĩa là chắc chắn là khi là những cái kiến thức học tại ISP thì áp dụng rất là nhiều trong cái công việc hiện tại của mình, và chắc chắn là trong tương lai nữa. Và cái thứ hai đó là những cái mối quan hệ cực kỳ chất lượng đã dạy cho mình những cái bài học về cuộc sống, và cũng như là giúp cho mình trong cái công việc hiện tại và trong cả tương lai nữa. Đầu tiên thì mình xin gửi lời cảm ơn đến ba mẹ là người đã luôn đồng hành cùng mình trong khoảng thời gian đại học, đã hỗ trợ mình về mặt tài chính và về cả tinh thần, luôn đồng hành cùng mình và luôn hỗ trợ hết mình, dù mình có dành thời gian quá nhiều cho trường học, cho câu lạc bộ, cho bạn bè, thầy cô. Và thứ hai thì mình xin cảm ơn thầy cô tại ISP. Thật sự thì thầy cô ở ISP là những người thầy, người cô thật sự rất tuyệt vời. Thầy cô ISP không chỉ truyền đạt cho mình những cái kiến thức mà để mình áp dụng vào cái công việc hiện tại, mà ngoài ra thầy cô ISP còn là một cái người bạn luôn đồng hành cùng mình, luôn chia sẻ những cái kinh nghiệm về cuộc sống và định hướng cho bản thân mình hay là những cái bạn ISPer khác về cái hướng đi sắp tới trong tương lai. Thứ ba thì mình sẽ xin cảm ơn những bạn ISPer đã cùng đồng hành cùng mình trong 4 năm đại học, những bạn IT, những bạn ở ISP Youth Union và những bạn ISP khác nữa, cũng như các bạn mà cái khoảng thời gian đại học của mình nó thật sự rất là đẹp và mình sẽ ghi nhớ mãi. Mình cũng cảm ơn bản thân mình vì đã thật sự cố gắng, thật sự đã vượt qua chính bản thân của mình, có những cái khó khăn mà tưởng chừng như là mình không thể vượt qua, nhưng mà cũng chính nhờ thầy cô, gia đình và bạn bè, và cả bản thân mình nỗ lực và dũng cảm để bước qua những cái rào cản đó. Mình nghĩ là đến với ISP là một cái môi trường cực kỳ tốt để các bạn có thể khám phá bản thân, khám phá những cái điều mới ở trước mắt mình. Và mình mong là các bạn đừng ngần ngại mở lòng mình và đừng ngần ngại những cái khó khăn, bởi vì thầy cô, bạn bè sẽ luôn là người giúp bạn vượt qua điều đó. Và quan trọng hơn hết chính là bản thân mình có thể dũng cảm để bước qua được những cái khó khăn đó, và khi đó thì những cái điều tốt đẹp nó sẽ đến với các bạn thôi.